Wow. Wow. Ui chị con nè, tóc ngắn đẹp quá, em muốn cắt giống vậy. Tóc em cũng dài rồi mà, đi chị. Ồ. Quỳnh ơi. Hòa ơi vậy, gọi là chị đó hả? À, hơi không ổn đúng không? Vâng, chị sợ là em giống chị như thôi à. Ui chị yên tâm, lần này em sẽ khác đi mà chị. Được được rồi, yên coi nào. Nhớ là đừng có hối hận đó. Vâng chị yên tâm, chỗ này uy tín mà. Nhưng mà chỗ này là chỗ chị như cắt mà. Cô bé này sẽ có mái tóc đẹp, cô ra đó ngồi đi. Ờ chết rồi, sao múa thế này, phải sửa lại thôi. May quá, không thì bị đuổi mất. Wow. Trời ơi, gọn mà lại đẹp nữa, hi hi. Chị ơi, em xong rồi nè. Wow, đẹp vậy, được xứng đáng. Ăn đi chị bao cho.